chào mọi người đã quay lại với channel của mình. Hiện bây giờ mình đang ở thành phố Osaka. Bây giờ là khoảng 10 giờ đêm. Ở trong khách sạn chán quá cho nên mình dẫn Lucky đi bộ ngoài này. Thực ra thì mình tới Osaka hồi chiều tới giờ đây. Mình với vợ mình với lại homie. Hồi chiều thì mình có chở cho hai mẹ con homie sang bên nhà của chị gái của vợ mình. Rồi do nhà bên kia chật quá, mình ra ngoài này, mình với Lucky ngủ ở khách sạn ngoài này. Để mình quay lại cho mọi người xem trong cái khách sạn mà mình ở như thế nào nha. Một khách sạn, không phải gọi là khách sạn nữa mà là một cái nhà nghỉ. Oh, có đèn xanh, quá lẹ. Quá lẹ, em đẩy. Ây, trời. Không phải là một khách sạn mà là nhà nghỉ nha mọi người. Nhà nghỉ giá rẻ. Đây chính là nơi mà mình đã thuê đây mọi người. Đây có 3 cái giường này, 1 cái, 2 cái, 3 cái. Đó. Còn view ở đây thì như hồi nãy mình cũng đã ra cái chỗ nãy mình đi ra ngoài đó. Ngoài trời cũng đang mưa. Ở đây bùng view rồi. Ở trong đây nó có một cái, mỗi một cái phòng sẽ có một cái modem wifi, cho nên wifi rất là mạnh. Một cái giường ở trên, và đặc biệt là đêm có một cái chuồng để cho chó nè. Cái sofa nhỏ. Có một cái giường, đây là hai cái giường, giường đơn. Cái tivi. Chỗ chưa phơi quần áo, treo quần áo. Tường này cũng làm rất là đẹp. Cái khách sạn này mình thấy có rất là nhiều ổ cắm điện. Mình để ý mình thấy có rất là nhiều ổ cắm điện. Đây, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái. Rất là nhiều ổ cắm điện. Đây có cái tivi. Đây có cái tủ lạnh. Có máy lạnh. Rồi bên trong thì rất là chật nhưng mà sắp xếp rất là gọn gàng và mình thấy rất là đẹp. Người ta tận dụng, người ta làm cái khung, cái chỗ này thì nó chật nhưng mà mình thấy rất là hợp lý. Nè, khăn tắm, rồi trong đây có trang bị khăn tắm, rồi máy sấy tóc, bông tai, rồi cái bánh răng, có cái bình nước nóng nữa. Đây người ta trang trí thì cũng rất là đẹp ha, rất là hợp lý. Còn nhà tắm thì cũng rất là sạch sẽ. Đó, nhà tắm thì rất là nhỏ mọi người, tầm khoảng 1 mét vuông thôi à. Đây có trang bị đầy đủ xà bông gội, tắm gội, nó khăn, rồi nước nóng rất là nhanh. Mở ra cái là thấy nóng liền à. Rồi bên đây toilet. Toilet bên đây làm cũng rất là chật nhưng mà sạch sẽ. Đó, mọi người thấy đây có trang trí rất là dễ thương nè. Đây cũng có nhiều câu chữ tiếng Anh người ta trang trí dễ thương. Và toilet này là cái toilet đặc trưng ở bên Nhật, là nó có cái máy nha mọi người. Toilet là toilet máy và khi ngồi lên thì nó là ấm. Đó là toilet đặc trưng của bên Nhật vậy. Hôm nay thì vô đây review cái toilet này. Mình đã quay cho mọi người xem về tổng thể
ngôi nhà nghỉ. Cái này gọi là nhà nghỉ chứ không phải gọi là khách sạn rồi, tại vì nó có tên là guest house mà. Đây người ta trang bị cho cái chuồng chó là có cả những cái loại giấy vệ sinh và những cái vật dụng để dành cho vệ sinh cho con chó đó mọi người. Nó rất là chu đáo. Nước mình đem lại uống nè. Mà chiều mình đem lại mình mua bấy nhiêu nước á. Mình là người rất là mê uống nước ngọt. Nó thật này không có bỏ, khó bỏ quá. Nãy giờ mình đã quay lại cho mọi người xem về cái xung quanh cái ngôi nhà nghỉ này như thế nào rồi. Thực ra mình đã đặt trước ở đây khoảng 2-3 tháng trước rồi. Hồi tầm khoảng tháng 2, tháng 3 mình đã có dự định là đến kỳ nghỉ tháng 5 này mình sẽ đến Osaka chơi. Mình đặt ở phòng này 2 đêm, mình ở đây 2 đêm. Thì mình cũng có dự định là sẽ cái đêm đầu tiên để cho vợ con mình đến nhà của chị vợ chơi. Rồi qua ngày tiếp theo vợ mình sẽ về đây, rồi cùng đi chơi đi đây đó các kiểu. Rồi qua ngày hôm sau nữa sẽ về nhà. Nhưng mà bây giờ dịch nó lại bùng phát lên rất là mạnh mẽ ở Osaka này, cho nên mọi kế hoạch bây giờ là đã bỏ hết rồi mọi người. Giờ mình chỉ việc bản thân mình thì mình chỉ đến đây mình ở trong khách sạn này rồi mình về nhà thôi, chứ chẳng có đi đâu đi chơi được cả. Cho nên mình cũng kêu vợ mình ở nhà của chị vợ chơi thì ở tới chiều ngày hôm sau đi ha, quay lại đây cũng được, mình ở lại đây với Lucky. Thì cái chỗ của chị vợ mình rất là nhỏ và chật, cho nên hồi chiều mình đưa cho hai mẹ con đến đó mình chơi chút xíu xong rồi mình với Lucky quay lại đây. Cái chỗ này mình đã đặt trước tại vì mình tìm ở trên mạng những cái nơi nào mà có thể mà cho pet trọ lại, cho chó có thể ở lại thì rất là ít, một vài chỗ thôi, và mình chọn cái chỗ này. So với mặt bằng chung về giá cả thì tuy là nhà nghỉ nhưng mà nó lại mắc tiền hơn một số khách sạn ở đây. Tại vì ở Osaka này có rất là nhiều khách sạn giá rẻ. Mình rất là ít khi nào đi khách sạn ở đây lắm. Nhưng mà thì mình thấy những khách sạn ở đây đều tính giá theo đầu người chứ không có tính theo phòng nha mọi người. Ngoài trừ những khách sạn như là khách sạn tình yêu thì người ta sẽ tính giá theo cái phòng. Chứ một phòng đó người ta quy định bao nhiêu tiền đó. Còn những cái khách sạn bình thường với lại như nhà nghỉ đây thì ta chỉ khách người ta tính theo đầu. Ví dụ một đầu người thì cái chỗ của mình đang ở đây là một đầu người là 5 sen, 5.000 yên. Còn con Lucky á là một đêm là 3.000 yên. Là mình với Lucky là một đêm là 8.000 yên. Ban đêm thì mình cũng ở dưới đây mình cũng có nhiều người quen, mình cũng muốn đi chơi nhưng mà dịch thực sự rất là sợ mọi người. Nếu mà đi chơi phải bắt buộc phải đi bằng những phương tiện công cộng như là tàu điện nè, hoặc là đi taxi, đi xe bus. Đi mấy cái này mình cũng sợ quá. Cho nên mình cứ ở nhà, ở vòng vòng xung quanh đây thôi. Mình không có dám đi đâu cả, cho an toàn. Ở đây buồn ghê luôn á mọi người. Thì lâu lâu không có hai mẹ con nó ở, thấy cảm giác nó lạ lạ làm sao á. Mà hên là có Lucky cũng đỡ mọi người. Thôi coi như là lâu lâu để cho hai mẹ con đó đi chơi cho thoải mái một bữa. Mình thì cũng coi như là một kỳ nghỉ của mình. Mình ở đây một ngày cho thật là thoải mái. Không biết là mình có thể làm những cái nội dung gì ở đây được hay không. Nếu có được thì mình sẽ quay chia sẻ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Mọi người xem Lucky với mình mang tả nè. Người ta quy định đó là đi vào trong đây là phải mang tả cho những con pet. Bye bye.